Xin chào khán giả kênh YouTube Báo Bóng Đá. Đây là những hình ảnh về đội tuyển Futsal Việt Nam hiện đang tập luyện tại Mông Cổ để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội chủ nhà. Cụ thể là trong sáng nay mùng 6 tháng 10, đội đã có buổi tập làm quen sân tại nhà thi đấu Uyan Ukha. Đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu đầu tiên của tuyển Futsal Việt Nam với đội chủ nhà Mông Cổ trong khuôn khổ bảng D vòng loại Futsal châu Á 2024 vào lúc 14 giờ địa phương, tức 15 giờ Việt Nam ngày mai mùng 7 tháng 10. Lúc này thì sàn thi đấu được lát bằng gỗ. Sàn thi đấu này được các cầu thủ đánh giá là khá trơn và bóng đi nhanh khiến cho việc khống chế bóng và dứt điểm sẽ khó hơn đôi chút. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao, huấn luyện viên Diego Rustori cùng các học trò chắc chắn sẽ hướng đến mục tiêu giành 3 điểm ở trận ra quân. Cũng trong chiều nay sẽ diễn ra buổi họp kỹ thuật và họp báo tại khách sạn Corporate Hotel. Đây cũng là nơi đóng quân của tuyển Futsal Việt Nam. Danh sách 14 cầu thủ đăng ký thi đấu cho trận gặp Mông Cổ vào ngày mai cũng sẽ được huấn luyện viên Diego Rustori công bố chính thức vào chiều nay. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Yeah.